Mời cái lớp ổn định cơ thể mình ở trên tấm thảm. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám chặt xuống dưới sàn. Mắt hãy nhắm nhẹ lại. Ý thức từ xương cụt hít vào vươn cao cột sống. Xoay vai và mở ngực. Vươn cao cột sống thôi chị Thúy Ngân. Xoay vai và mở ngực. Giữ đốt sống lưng và đốt sống cổ trên một trục thẳng. Hãy hít vào thật chậm và thở ra nhẹ nhàng. Hãy hít vào thật chậm và thở ra êm êm. Hãy loại bỏ những suy nghĩ, những tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Tập trung hướng ý thức vào bên trong cơ thể. Hít vào và thở ra thật chậm. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào cả lớp. Lần thứ hai, hít sâu. Lần cuối, hít sâu. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ trên gối. Mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta chuẩn bị thư giãn và thả lỏng cơ thể. Thư giãn và thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Khuôn mặt thả lỏng. Đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Thư giãn và thả lỏng đôi vai. Mềm mại với các ngón tay của mình. Thư giãn và thả lỏng cơ mông. Cơ đùi, đôi chân của chính bạn. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy quan sát và cảm nhận hơi thở của chính mình. Khi hít vào, ta biết mình đang hít vào. Và khi thở ra, ta biết mình đang thở ra. Hãy cứ cảm nhận và quan sát chính hơi thở của các bạn. Hít vào thật chậm và thở ra nhẹ nhàng. Và hãy cứ lắng sâu trong hơi thở của chính mình để cảm nhận được ngay giây phút này trên thảm tập chỉ còn lại hơi thở kết hợp với thân, tâm, trí. Hơi thở chính là người thầy dẫn dắt chúng ta trong suốt buổi tập ngày hôm nay. Và để cảm nhận hơi thở dài và sâu hơn nữa, mời cả lớp luyện sinh khí đầu giờ. Hít vào nhẹ nhàng, đưa hơi qua hai cánh mũi, xuống cuống họng, xuống bụng, căng tròn cơ bụng lên. Và thở ra chậm rãi nhẹ nhàng, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên tối đa. Và thở ra nhẹ nhàng, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp đếm 5, 4, 3, 2, 1, căng tròn cơ bụng lên và thở ra theo nhịp 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rút sâu đáy sàn chậu, tổng hết hơi ra bên ngoài. Hít vào bơm đầy oxy vào cơ thể.
căng căng bụng lên và chậm rãi thở ra xẹp sâu bụng lại, tống hết mọi khí thải ra bên ngoài, rút đáy sàn chậu vào bên trong, kéo lên và lần nữa hít vào theo nhịp đếm 5, 4, 3, 2, 1, căng tròn cơ bụng lên và thở ra nhẹ nhàng, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần cuối hít vào căng căng bụng lên, nín thở giữ hơi giúp chúng ta tăng sức bền cho cơ thể và tăng sức chịu đựng cho cơ tim. Hãy nín thở giữ hơi lâu hơn và nhiều hơn mỗi ngày. 3, 2, 1, chậm rãi thở ra, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Hít vào thật chậm và thở ra êm êm. Hít vào vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trần, kéo căng căng hai bên eo lược, ngẩng mặt nâng cầm mình vươn theo tay luôn. Thở, hạ hai tay xuống thảm, mắt nhìn xuống rốn, mắt chúng ta vẫn nhắm lại hướng cầm xuống phía dưới. Hít hai, vươn tay, kéo eo lường cao lên và cảm nhận tay chúng ta vươn dài hơn nữa lên bầu trời. Mắt và cầm chúng ta hướng lên trên, kéo căng cái cơ cổ mình dài ra phía trước và thở ra, hạ tay xuống dưới thảm. Trì hai cái cầu vai chúng ta xuống dưới thảm, cầm hướng về xương ức. Lần cuối, hít vào, vươn tay cao lên, ngửa cổ nâng cầm, mắt nhìn lên trên, hít sâu và thở chậm giữ lại. 3, 2, 1, thở, hạ tay xuống thảm, cầm hướng về xương ức, trì hai cái vai chúng ta xuống dưới thảm nào, nêm cho hai cái vai. Và 2, 1, hít mặt về chính diện, nâng hai tay lên chắp trước ngực, chà sát lòng bàn tay vào nhau, tạo độ nóng ấm cho đôi tay. Có hơi ấm rồi, đưa tay ra sau vai cổ gáy, massage nhẹ nhàng vai cổ gáy, làm mềm vai cổ gáy của mình. Và lần nữa đưa tay, đưa cổ, tay lên phía trước cổ, massage cổ, vuốt từ dưới lên trên. Và lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay vào nhau. Có hơi ấm rồi đưa tay lên mắt, cho hơi ấm tràn vào mắt, bớt xa nhẹ mắt, giúp mắt mình trong hơn và sáng hơn. Hai tay đưa ra phía trước, mắt nhìn vào lòng bàn tay, chậm rãi mở mắt, hai tay chắp lại, cúi đầu chào nhau, namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp mình một lần nữa. Chúng ta chuẩn bị vào bài tập nào. Mời cả lớp đưa cơ thể mình dọc song song với mép thảm, chân phải hướng ra ngoài màn hình. Mời chị Bích Ngọc làm mẫu ha. Cái view của chị Bích Ngọc sáng nay rất là dễ thương. À, chị Bích Ngọc có việc hả? Rồi. Vậy mời Miss Đào làm mẫu cho lớp ha. Không gian của Miss Đào rất là sáng nè. Rồi cả lớp mình đặt hai tay xuống dưới sàn, xoay vai mở ngực, hít vào duỗi căng mũi chân,
Thở hướng mũi chân về phía đỉnh đầu. Hít vào duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập. Lần nữa hít vào duỗi căng mũi chân. Và thở bẻ gập mũi chân về phía đỉnh đầu. Chân phải của chúng ta bắt lên trên đùi chân trái. Mũi chân trái hướng về phía đỉnh đầu. Hít vào vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trên trần. Rút bụng. Thở hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước. 45 độ. Kéo cái cột sống của chúng ta từ cái đáy thắt lưng. Hít vào, vươn lên, hai tay vươn lên cao. Thở hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước lần hai. Hít vào, nâng lên, hai tay lên cao. Thở, vươn dài cột sống về phía trước lần cuối. Vươn ngực. Từ từ cái bụng của chúng ta hướng đến, chạm đến cái đùi. Tay của mình vẫn giữ nguyên và ngực mình vươn lên trên trần. Chúng ta kéo cái cơ dọc sống ở phía sau dài ra và bụng từ từ hạ thấp xuống dưới đùi. Ba. Chị Trần Thoa nâng tay cái sát mang tay á, chị rút bụng, chị đi từ cái bụng, kéo cái bụng xuống sát cái đùi á, đừng có hạ cái ngực mình xuống. 2. 1. Hạ tay nắm được dưới chân, lòng bàn chân hoặc là cổ chân. Chùng nhẹ hai cái chỏ tay, rướn cái lồng ngực chúng ta cao hơn nữa. Căng toàn bộ cái phần cơ dọc sống của mình ở phía sau. 2. 1. Hít vào vươn lên, hai tay vươn lên cao. Thở, vặn xoắn người, xoay qua phía bên trái, hạ hai tay bám xuống cuối thảm. Mắt nhìn về cuối thảm. Hạ hai tay xuống sàn luôn cả lớp mình. Trị cái mông phải và cái đầu gối phải xuống dưới sàn. Đừng nâng mông phải và đừng có dứt cái đầu gối phải lên. Hít vào vươn lên, hai tay lên cao. Thở, hạ tay trái bên hông trái. Tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lường sang bên trái. Hạ bên hông trái. Miss Đào, hạ tay trái bên hông trái. Tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lường sang bên trái. Đúng rồi. Hít vào nâng lên, hai tay lên cao. Thở vặn xoắn ra sau bên trái lần cuối. Áp mông phải, áp đầu gối phải xuống dưới sàn cái lớp mình, đừng nâng lên. Chúng ta dùng hai cái lực đối kháng nhau. Một lực thì bò ra phía sau, một lực thì giữ lại ở phía bên phải. Hít sâu và thở chậm. 3, 2, 1. Hít vào vươn lên, hai tay vươn lên cao trở lại. Thở, hạ tay trái bên hông trái. Tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lường sang bên trái. Vẫn tiếp tục áp chặt mông phải và đầu gối phải xuống dưới sàn. 3, 2, 1. Hít vào vươn lên, hai tay lên cao. Thở chậm rãi, hạ tay phải ra sau. Mũi tay hướng về cuối thảm. Tay trái vẫn kẹp sát mang tay. Siết cơ bụng, cơ đùi, nâng hông, mông lên khỏi sàn. Đầu gối phải và lòng bàn chân trái bám xuống dưới sàn. Hít sâu và thở chậm. Thở, hạ hông mông xuống dưới sàn. Tay vươn lên cao. Lần cuối, hạ tay phải sau mông phải. Mũi tay hướng về cuối thảm. Tay trái kẹp sát mang tay. Siết bụng, siết đùi, nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Hít sâu và thở chậm giữ. 3,
2. 1. Thở hạ hông mông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao trở lại. Và thở ra hạ tay xuống sàn. Tách chân phải, duỗi chân phải về phía trước. Rung lắc và bóp xoa nhẹ cái chân phải của mình. Đổi chân, nâng chân trái, đặt chân trái lên đùi phải. Mũi chân phải cố gắng hướng về phía đầu gối. Đừng thả rơi cái mũi chân phải của chúng ta. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở hấp bụng, vươn dài người về phía trước. Hướng cơ thể mình qua bên chân phải. Hít vào, nâng lên, hai tay lên cao trở lại. Và thở ra, vươn dài cột sống về phía trước lần thứ hai. Thì trần tâm tay cặp vẫn kẹp sát mang tay, rướn cái lồng ngực về phía trước nhiều hơn. Hít vào, nâng lên, hai tay lên cao trở lại. Thở hấp bụng, vươn dài cột sống về phía trước. Vươn về phía trước và cảm nhận các ngón tay vượt qua các ngón chân của chúng ta. Và chậm rãi cảm nhận bụng dần dần tiến sát vào đùi. Hạ tay xuống dưới sàn, nắm được lòng bàn chân hoặc cổ chân. Nắm được rồi, rướn cái lồng ngực lên, thiên kim. Đúng rồi. Và bụng của mình từ từ tiến sát vào đùi, lồng ngực thì rướn lên. Kéo cái cơ dọc sống ở phía sau chúng ta dài ra. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể của các bạn đang kéo giãn hoàn toàn theo hai hướng. Trần Thoa hạ xuống nắm chân đi, Trần Thoa kéo cái cột sống của mình về phía trước. 3 2 1. Hít vào, nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở vặn xoắn người sang bên phải, bò hai tay về cuối thảm. Bám chặt mông trái và ép cái đầu gối trái xuống dưới sàn. Chúng ta vặn xoắn ra sau, chúng ta theo cái biên độ cố định của mình, không nhất thiết mình phải bò hết ra phía sau. Đầu gối trái giữ lại xuống dưới sàn. Hít vào, vươn lên, hai tay lên cao. Thở, hạ tay phải bên hông phải. Hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên phải. Hít vào, nâng lên, hai tay lên cao. Thở vặn xoắn bên phải, bò hai tay về cuối thảm, mắt nhìn về cuối thảm. Mông trái bám chặt xuống dưới sàn, chị Thảo Nguyên. Hít vào, vươn lên, hai tay lên cao. Thở hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sâu hơn. Bám chặt đầu gối và mông trái xuống dưới sàn. Hít sâu và thở chậm. Chị Bích Ngọc đẩy cổ, đẩy cái lồng ngực chị lên và đẩy ra phía sau. Đừng có đổ cái người chị về phía trước. Đúng rồi. 3, 2, 1. Hít vào, vươn lên trở lại. Và thở vặn xoắn ra sau lần cuối nào. Bò hai tay ra phía sau bên phải. 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên trở lại. Thở ra, hạ tay trái ra sau hông trái. Lòng bàn tay hướng về cuối thảm. Tay phải kẹp sát mang tay. Siết cơ bụng, cơ đùi, hít vào, nâng hông mông lên cao. Đầu gối chân trái và lòng bàn chân phải bám xuống dưới sàn. Thở hạ hông mông xuống sàn, vươn hai tay lên cao trở lại. Tiếp tục hạ tay trái ra sau hông trái. Siết cơ bụng, cơ đùi, nâng hông mông lên cao lần cuối.
giữ lại, siết bụng, nâng cao lên nửa nào cả lớp. 3, 2, 1, thở hạ hông mông xuống sàn. Vươn hai tay dài lên. Thở hạ tay xuống nhẹ nhàng. Duỗi chân về phía trước, rung lắc nhẹ hai chân. Con gì mà đào cứ nắm qua ngày đào. Rung lắc. Mời cả lớp đưa cơ thể mình về tư thế mèo bò. Cái bàn úp với cả lớp mình. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rướn cằm cao lên. Thở hấp bụng cuộn từng đốt sống lưng, cằm về xương ức. Hít hai, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Sao vậy Thiên Kim? Thở hấp bụng cuộn từng đốt sống lưng, cằm về xương ức. Hít ba, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Và giữ lại. 3, 2, 1. Thở cuộn từng đốt sống lưng, cằm về xương ức. 3, rút sâu bụng vào trong nữa nào cả lớp. Cằm hướng về xương ức nhiều hơn. 2, 1. Hít mặt về chính diện. Ký mũi chân, nâng gối, đẩy hông về cho ấp mặt duỗi mình. Đẩy vai ra sau. Hạ gót chân xuống sàn nếu ai có thể. Ai không có thể hạ được gót chân mình co nhẹ gối lại. Hít vào nhón cao gót chân. Chị Thúy Ngân luôn luôn co gối lại chị. Cái khớp gối chị bị đau rồi, đừng có thẳng cái gối ra nữa. Thở hạ gót chân xuống dưới sàn. Lần nữa hít vào nhón cao gót chân. Chị Nguyễn Thị Hoa đẩy vai ra sau chị Hoa. Chân phải chuẩn bị, hít đá chân phải sang ngang. Đá sang ngang cả lớp mình, mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Thở hạ chân phải trước chân trái một bàn chân. Chống bằng mũi chân, hạ một bàn chân thôi. Đào ơi, hạ xa quá, cách ra, xích lùi ra sau một tí. Đúng rồi, chống bằng mũi chân. Hít hai, đá chân trái sang ngang. Thở hạ trái trước phải một bàn chân. Tiếp tục chống bằng mũi chân. Lần nữa hít vào, đá phải sang ngang. Thở hạ phải trước trái một bàn chân. Chống bằng mũi chân tiếp cả lớp mình. Đá trái sang ngang. Hạ trái trước phải một bàn chân. Và lần cuối đá phải sang ngang. Thở hạ phải bên cạnh chân trái. Bám chặt tay xuống sàn, chống bằng mũi chân, nâng gót chân rời khỏi sàn. Cố gắng thẳng gân kheo, siết cơ bụng, đẩy đỉnh hông lên trần giống như chúng ta chuẩn bị bật handstand. Bám chặt tay xuống dưới sàn, lực rất mạnh cho đôi tay. Hít sâu và thở chậm. Và chậm rãi, thở ra, hạ gót chân xuống dưới sàn. Chị Thúy Ngân ơi, hai cái chân mình về tới đỉnh đầu rồi chị. Hai chân mình về tới đỉnh đầu rồi. Chị bước hai chân về đỉnh đầu đi chị. Đúng rồi. Cò cuối gập sau đi cả lớp mình. Bám chặt bụng vào đùi. Co nhẹ gối lại về cò cuối gập sau. Hít vào ngẩng mặt, nâng lên nửa người. Rướn cái cột sống dài lên. Thở về cò cuối gập sau. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trên trần. Kéo và vươn dài cột sống. Chỉnh lại cái đôi chân của mình,
xem cái nền tảng của chúng ta đã vững chắc chưa. Và cuộn từng đốt sống lưng, cuộn cái mông lớn, đẩy hông, mở ngực, ngã người ra sau. Hít vào, nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Vươn dài người về phía trước, hai tay bám xuống dưới sàn. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Và nín thở, rút trái về bàn phải. Thở hạ gối, hạ ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay vai, nước người lên con rắn. Hạ thấp bụng dưới, thả lỏng cầu vai cả lớp mình. Ký mũi chân, rút bụng, nâng hông, đẩy mông về cho ức mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Chỉnh lại tư thế cho ức mặt duỗi mình. Bám chặt lòng bàn chân và lòng bàn tay xuống dưới sàn như một. Và đẩy cái đỉnh hông lên cao và toàn thân mình như một trái núi. Bám thật chặt và hít vào ngón cao gót chân. Co nhẹ gối, mắt nhìn về giữa hai tay, nhảy bật về giữa hai tay. Ai không nhảy bật được, chúng ta bước từng chân về giữa hai tay. Tiếp tục về cò cuối gập sâu, thả rơi đỉnh đầu xuống dưới sàn. Đưa máu về não, bụng chạm sát vào đùi, đẩy đỉnh hông lên trên trần. Hít vào, nhón tay, ngẩng mặt, nâng nửa người. Hơi tách nhẹ chân chúng ta bằng vai. Tách nhẹ chân bằng vai đi cả lớp. Chân của mình tách nhẹ bằng vai. Tay phải nắm cổ chân trái. Tay trái vươn dài về phía trước. Bò, bám chặt tay trái xuống dưới sàn cái lớp. Bám chặt tay trái xuống dưới sàn và chúng ta bò dài về phía trước. Đúng rồi. Càng bò về phía trước, cảm giác con người mình nó giống như nó kéo thẳng về phía trước. Nhưng mà cái cột sống của mình thì thẳng ra. Thiên kim, đẩy cái lồng ngực, rút cái lồng ngực. Ngang chỗ cái phần áo của em á, kéo giãn cái phần đó ra nữa. Đúng rồi. Mắt nhìn xuống qua phía bên tay trái. Bò hết biên độ của cơ thể mình. Hít sâu và thở chậm cả lớp. Giữ nào. 3 2 1 Đưa cơ thể về lại chó ngẩng mặt. Cò ngẩng mặt, xin lỗi của lớp mình. Rút cơ thể mình về lại tư thế cò ngẩng mặt. Và chậm rãi tay phải nắm cổ chân trái. Tay trái nắm cổ chân phải chứ cả lớp, đổi bên đó cả lớp. Tay trái nắm cổ chân phải. Tay phải bò dài ra phía trước. Bò hết biên độ. Và luồn cái đầu của chúng ta nhìn qua bên nách. Đúng rồi. Hít sâu và thở chậm. Mẫu đang làm rất là tốt ha. Lớp mình đang làm rất là tốt. 3 2 Hai cái tay của chúng ta thẳng và cột sống lưng của mình thật là thẳng. 1 Chậm rãi thu người về lại. Thu người về lại cái lớp mình. Khép nhẹ chân. Bám tay chặt xuống dưới sàn. Chân phải hít. Bám tay chặt xuống dưới sàn. Đặt cạnh tay ở giữa hai chân. Đặt tay của chúng ta về lại chân. Gần gần chân với cái lớp mình. Để mình có lực, có thế nào. Chân phải hít bước dài. Chân phải ra sau. Chỉnh lại cơ thể.
đạp cái gót chân ra phía sau nữa, Miss Đào, gót chân đạp mạnh ra phía sau. Đúng rồi. Thu tay mình về đặt cạnh chân. Trướng cao lồng ngực lên, tách bụng ra khỏi đùi về tư thế người chiến sĩ. Và chậm rãi nâng hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trên trần. Siết cơ bụng, cơ đùi. Và hạ hai cái tay về phía trước song song. Co nhẹ cái chỏ tay lại, co tay của mình lại. Người của chúng ta thẳng lên, người không có đổ về phía trước, đào thẳng người lên. Đúng rồi. Co tay lại, hướng hai cái chỏ tay về phía trước ngực. Và chồng cái chỏ tay trái lên cái chỏ tay phải. Về tư thế, đúng rồi. Chỏ tay trái chồng lên cái chỏ tay phải. Hai tay, hai lòng bàn tay nắm được vào nhau và duỗi cái mũi tay ra. Đừng có nắm cái tay lại đào. Duỗi cái mũi tay ra. Đúng rồi. Đấy. Và nâng cái chỏ tay cao lên. Cơ thể chúng ta vẫn giữ cái tư thế đấy. Nâng cái chỏ tay của mình cao lên nào. Đúng rồi. Siết sâu bụng rốn lại. Chỏ tay mình nâng cao tới đâu thì cái mặt mình hướng nhìn theo cái chỏ tay. Hít sâu và thở chậm giữ. 3, 2, 1. Và chậm rãi thẳng cái cơ đùi phía trước. Cái cơ đùi phía trước đâu? Thẳng cái cơ đùi phía trước ra. Cái cơ đùi trước thẳng ra mà đào. Tức là phải lùi cái mông ra sau. Đúng rồi. Và vươn dài cột sống về phía trước 45 độ. Tay mình cứ vẫn giữ nguyên như thế vậy. Như thế. Vươn dài cột sống về phía trước. Thì hai cái tay chúng ta nó sẽ đi theo. Đúng rồi. Hít sâu và thở chậm cái lớp. Ở cái tư thế này dùng lực giữ thăng bằng. Lớp rành rất là tốt ha. Nâng cái chỏ tay cao lên một tí nữa chị Mai Lan. Hít sâu và thở chậm. 3, 2, 1. Chậm rãi tách tay. Tấn lại cái cơ đùi trước vuông góc. Hạ tay bám xuống dưới sàn. Rút chân trước ra sau về tấm ván. Thở, co nhẹ gối, cho nhẹ chỏ tay, đẩy người qua khỏi chỏ tay. Hạ chắc tu ranh ga, toàn thân nằm sấp. Lướt người lên, tư thế con rắn. Ký mũi chân, rút bụng, nâng hông, đẩy mông về cho ấp mặt duỗi mình. Đẩy vai, thẳng gối. Rút bụng, đẩy cái đỉnh hông lên trên trần. Hít vào, nhón cao gót chân. Mắt nhìn về giữa hai tay. Nhảy bật cơ thể về giữa hai tay. Và thở cò cúi gập sau. Bụng chạm sát vào đùi. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng cột sống lên trên trần. Và chân trái, bước dài chân trái ra sau. Siết cơ bụng, người của chúng ta vẫn nâng lên. Tấn cái cơ đùi phải cho vuông góc cái lớp mình. Đạp cái gót chân trái ra sau. Hoàn thiện tư thế trường tấn cao ở bước 1 luôn. Hít sâu và thở chậm. 3. Cuộn cái cơ mông lớn xuống, đừng để võng thắt lưng chị Hoa. 2. 1. Hai chỏ tay co lại, hướng tay về phía trước. Lần này chỏ tay phải đặt trên chỏ tay trái, hai cái lòng bàn tay chạm và úp lòng bàn tay vào nhau. Mũi tay của chúng ta duỗi căng ra và khép cái mũi tay lại. Kéo cao hai cái chỏ tay lên, vươn ngực lên và cầm chúng ta hướng theo tay của mình vươn tới đâu.
cằm của chúng ta hướng lên tới đó. Hít sâu và thở chậm. Tấm cái gối trước lại vuông góc nội trì thảo nguyên. Giữ. 3. 2. 1. Và thẳng cái cơ đùi trước. Cơ đùi trước thẳng cái lớp mình. Vươn dài cột sống về phía trước 45 độ. Tay của chúng ta cứ rướng dài về phía trước. Đúng rồi. Chị Trần Thoa, cam bị tắt rồi chị Trần Thoa ha. Hít sâu và thở chậm cái lớp mình. 3. 2. 1. Chậm rãi tắt tay. Tấm lại cái gối trước vuông góc. Bám chặt tay xuống dưới sàn. Bám chặt tay. Rút chân trước ra sau về tấm ván. Đạp gót chân ra sau. Thì chị Mai Lan đạp cái gót chân ra sau á, sao cái chân của chị nó không có thẳng á chị Mai Lan. Đúng rồi. Và thở hạ gối. Lùi mông ra sau về em bé thư giãn một xíu. Tắt bụng ra khỏi đùi. Xoay hai cái tay mình buông dọc theo thân để mình trả lại cái tay vai của mình nào cả lớp. Tay của mình buông dọc theo thân. Ba, hai, một, hai tay bám lại phía trước và ký mũi chân nâng gối lên về lại cho ấp mặt duỗi mình. Hít vào nhón cao gót chân. Rút bụng đẩy đỉnh hông lên trên trần. Chị Hương Nguyên nó rút cái bụng chị vào trong nên chỗ cái thắt lưng, cái phần mông của chị Hương Nguyên nó hơi bị cong. Chị đừng có đẩy cái ngực ra sau nữa chị Hương Nguyên. Cái ngực của chị thì chị đẩy lên phía trước. Đó. Chân phải hít vào đá chân phải lên cao. Mũi chân hướng xuống dưới sàn. Thở, đẩy người về phía trước. Co gối, chạm trán. Hít vào đá lên lại. Thở, đẩy người về phía trước. Co gối, chạm trán. 3, 2, 1, hạ chân phải giữa hai tay, hạ đầu gối duỗi cái mũi chân sau, cấn cái gối trước vuông góc, chỉnh lại cơ thể của mình, hít vào hai tay vươn lên cao, siết cơ bụng, siết cơ đùi. Chị Trần Tâm trượt cái gối chị ra sau một tí nữa. Hạ hai tay, chắp hai tay trước ngực. Vặn xoắn người mình sang bên phải. Cài trỏ tay trái vào đầu gối phải. Cài sát xuống. Hướng hai cái lòng bàn tay vào cái khe ngực của mình. Hai cái lòng bàn tay. Đúng rồi. Chúng ta cài làm sao mà đẩy được cái lòng bàn tay vào cái khe ngực. Tức là mình phải cài sâu xuống. Đúng rồi, tắt ngực ra khỏi bụng đùi. Hít sâu và thở chặt. 3, 2, 1. Ký mũi chân và nâng cái đầu gối chân trái rời sàn. Người chúng ta vẫn vặn xoắn ở tư thế ở đây. Giữ lại. 5, 4, đạp cái gót chân ra sau, thẳng cái cơ đùi sau nào cả lớp. 3, 2, 1, tắt tay,
tách tay ra, chúng ta chỉ tách tay thôi, hạ tay trái bên ngoài chân phải. Hồi nãy chúng ta đang tấn nó thì chúng ta bây giờ chỉ hạ cái tay trái ra thôi. Vươn tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay phải. Bám được cái tay trái xuống sàn và cái tay trái mình có thể đặt song song với cái gối chân phải luôn á cả lớp. Đúng rồi. Hít sâu và thở chậm. 3 2 1 Hạ tay, đặt tay ở giữa hai chân. Rút chân trước ra sau. Về lại tấm ván. Siết cơ bụng, cơ đùi. Giữ lại. 3 2 1 Đẩy lại mông lên cao về cho ốc mặt duỗi mình. Đẩy vai ra sau. Hít sâu và thở chậm. Hít vào nhón cao gót chân. Chân trái hít đá chân trái lên cao. Thở, đẩy co gối, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán. Chị Nguyễn Thị Hoa, chị gù cái lưng chị cao lên, cái trán của chị hạ thấp xuống nữa. Hít vào đá lên trở lại. Thở, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán. Chị Trần Thoa ơi, cái cam của chị tắt lâu quá rồi đó nha, không thấy hình. Giữ lại, hít sâu, thở chậm nào. 3 2 1 Đặt chân trái giữa hai tay. Hạ cái đầu gối và duỗi cái mũi chân phải ra. Rướn lồng ngực lên. Tách bụng ra khỏi đùi. Và chậm rãi hai tay vươn lên kẹp sát mang tai. Trượt cái đầu gối ra sau để cho lực hút trái đất kéo cái hông chúng ta xuống dưới sàn. Và hai tay chắp lại về phía trước ngực. Xoay người sang trái. Cài chỏ tay phải vào đầu gối trái. Đưa tay về giữa khe ngực của mình. Vặn xoắn sâu hơn. Cái chân trước mình mà nó trụ không được, chúng ta dỡ các ngón chân lên và hạ xuống lại để cho cái chân trước nó bám lực được nhiều hơn. Các ngón chân cả nhà mình nâng lên và hạ xuống lại. Và chậm rãi ký và nâng cái đầu gối chân phải rời khỏi sàn. Cơ thể mình vặn vặn xoắn ở tư thế sang bên trái. Đạp mạnh gót chân ra sau để cả cơ đùi trái làm việc luôn nào cả lớp. Chị Thảo Nguyên, đạp mạnh gót chân nữa nào. Ai mà Hiền không nhắc tên thì đúng rồi ha. Hai cái tay chị sao lại tách ra vậy chị Thúy Ngân? Giữ. 3 2 1 Tách tay, hạ tay phải bên ngoài chân trái. Hồi nãy chúng ta cài vào, bây giờ chúng ta chỉ tách và hạ xuống thôi. Tay trái vươn lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Và giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ tay xuống dưới sàn. Bám chặt tay. Rút chân trước ra, rút chân sau về bạn cạnh chân trước. Xin lỗi cả nhà, rút chân sau về cạnh chân trước. Là về cò cuối gặp sau á, đào cò cuối gặp sau. Đúng rồi. Chân sau về cạnh chân trước thì chúng ta về cò cuối gặp sau nào. Thả rơi đỉnh đầu xuống dưới sàn. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trên trần. Chắp hai tay lại, kéo hai tay về trước ngực. Hít sâu và thở chậm. Hít sâu và thở chậm. Hít vào, vươn lại hai tay lên cao. Trụ chân phải, nâng chân trái lên rời khỏi sàn.
Lòng bàn chân hướng xuống sàn. Lòng bàn chân hướng xuống dưới sàn. Lòng bàn chân đâu? Đào ơi, lòng bàn chân, đúng rồi. Thẳng cái cổ chân về cái đầu gối. Chính xác. Và chậm rãi đạp thẳng chân về phía trước. Thẳng cái gân kheo của chúng ta, đúng rồi. Lòng bàn chân của mình đạp thẳng về bức tường vô hình ở phía trước nào. Hơi co nhẹ cái đầu gối chân phải lại, chân trái chúng ta giơ lên thì co nhẹ cái đầu gối chân phải lại để bảo vệ cái khớp gối nha. 3, 2, 1, đổ người về phía trước, đạp chân ra phía sau, về tư thế chiến binh 3. Hạ thấp người xuống nửa nào cái lớp mình. Đúng rồi, cho gót chân với mông, với vai đỉnh đầu chúng ta trên một trục thẳng. Hít sâu và thở chậm. 3, 2, 1, hạ luôn hai tay bám xuống dưới sàn. Chúng ta bám ở phía trước chân của mình để giữ lực. Và cái chân trái vẫn là nâng lên ha, đá chân trái lên cao. Rút cái tay về lại gần chân một xíu đi Đào ơi, rút về gần một tí, đúng rồi. Đá thẳng cái chân trái lên cao cả lớp mình, về tư thế giống như chúng ta sạc đứng ấy. Đúng rồi, rút bụng. Ai tốt thì bụng có thể chạm vào đùi. Còn chân của mình thì đá vút lên trên trần. Chị Bích Ngọc đang làm rất là tốt nè. Hít sâu và thở chậm. Bụng có thể chạm đùi cả lớp mình. Đúng rồi. Và giữ lại. 3, 2, 1. Và chậm rãi nâng người lên trở lại. Rút bụng, nâng người, chân chúng ta vẫn cứ giữ ở trên cao và hạ thấp chân dần dần xuống. Nâng người mình lên và hạ chân xuống dưới sàn. Rung lắc nhẹ chân. Rồi đổi bên, bám chân trái, ký xuống dưới sàn, thật vững. Hai tay hít vào vươn lên cao. Chậm rãi, nâng chân phải rời khỏi sàn. Lòng bàn chân hướng xuống dưới sàn. Từ đầu gối với gót chân là một trục thẳng. Hơi co nhẹ cái đầu gối trái lại để bảo vệ khớp gối. Rút bụng rốn sâu vào để giữ thăng bằng. Đừng đổ người ra sau chị Hoa. Và đạp cái chân phải đó thẳng về phía trước. Cảm giác có một bức tường vô hình, chúng ta đạp mạnh cái gót chân về đó. Cơ thể vẫn giữ trên một trục thẳng, không đổ người ra sau lớp mình. 3, 2, 1. Chồm người về phía trước và đánh cái chân ra phía sau. Hoàn thiện tư thế chiến binh 3. Hơi co nhẹ cái gối trái để bảo vệ khớp gối cả nhà nha. Và nâng cái chân phải lên cao nửa đào. Đúng rồi. Mũi chân hướng xuống dưới sàn cái lớp, đạp mạnh gót chân ra sau. Đúng rồi, Mẫu đang làm rất là tốt. Giữ lại cái lớp mình, cái lớp cố lên, giữ thăng bằng nào. Chị Hương Nguyên, chị Trần Tâm có thể nâng chân lên cao được nữa không? Giữ theo sức của mình. Đúng rồi. 3, 2, 1. Hạ hai tay bám xuống dưới sàn. Chị Mai Lan hạ mạnh vậy. Chân của chúng ta đá thẳng lên trên trần. Về tư thế sạc đứng nào. Đúng rồi. Đá mạnh chân lên cao. Bám chặt tay và hướng bụng chúng ta sát vào đùi. Đúng rồi. Hít sâu và thở chậm. Ai mà tốt mà giữ lực được thăng bằng thì hai cái tay của mình có thể nắm được cái cổ chân. Ha. Và chúng ta xem cơ thể mình có thăng bằng, có giữ lực được hay không. Hít sâu và thở chậm nào. 3, cho hạ xuống người Đào, mỏi rồi hả. 2, 1, từ từ nâng người lên. Chân hạ chậm xuống, chân vẫn chưa hạ xuống sàn. Vươn hai tay lên cao trở lại. Và chậm rãi hạ chân xuống dưới sàn. Rung lắc nhẹ tay chân của mình.
Hai tay có thể vỗ vỗ cái đùi của cả nhà mình ạ. Rồi, người cả lớp xoay người về phía màn hình. Rồi bây giờ chúng ta giữ lại, trụ cái chân chân phải, nâng chân trái lên. Trụ chân phải, nâng chân trái. Và vòng cái chân trái từ trước ra phía sau, quấn vào cái cổ chân. Từ trước đào, hướng cái chân phải. Tức là hạ cái chân mình xuống, mình quấn cái chân mình về chân chim đại bàng á, cả lớp mình. Móc vào cái cổ chân trái nào. Đúng rồi, móc xuống được cái cổ chân trái luôn. Rồi, hai tay nâng lên. Chân trái mình móc ra cái cổ chân phải rồi, hai tay nâng lên, chúng ta vẫn đưa về phía trước. Rồi, tay phải chồng vào cái cổ, cái chỏ tay trái. Đúng rồi. Hai cái lòng bàn tay chạm vào nhau nhưng mà duỗi cái mũi tay ra đào, đừng có nắm cái tay lại giống như tư thế hồi nãy chúng ta đứng đấy. Rồi lần lần hạ thấp mông, lùi cái mông ra sau. Đúng rồi, rướn hai cái chỏ tay cao lên giống như tư thế ban đầu. Rướn cái chỏ tay cao lên, đúng rồi. Lùi cái mông ra sau. Rướn cái lồng ngực chúng ta về phía trước 45 độ ở cái lớp. Đó. Đúng rồi. Về tư thế chân chim đại bàng rất là đẹp ha. Chị Mai Lan mở chân rồi ha. Rồi, đào xong rồi, đào hạ xuống đi. Thay tiêu điểm chị Trần Tâm. Cái chân chị phải móc được vào, chị Trần Tâm móc, ai móc được thì chúng ta móc nha. Không móc được thì không sao nha, cả lớp mình làm theo khả năng của mình. Cái cam của chị Trần Tâm nó thấp quá không thấy được hai cái tay. Rồi. Chị Hương Quyên nào. Móc cái chân vô chị, nâng cái chân lên rồi khỏi sàn, móc vô được cái cổ chân luôn. Cái chân bên này móc được vô cái cổ chân ở dưới luôn chị. Cái chân trái chị đang trụ đúng không? Cái chân phải chị đang, chị trụ cái chân trái thì chị phải móc cái mũi chân phải vào cái cổ chân trái luôn á và nâng lên rồi khỏi sàn á. Móc vô luôn. Móc không được. Rồi. Đúng rồi. Hạ thấp cái mông xuống một tí nữa. Rồi chị Bích Ngọc xong ha. Rồi Hương Quyên. Móc thẳng vô luôn Hương Quyên. Chị Hương Quyên. Rồi cái lớp này. Rồi bây giờ lần này chúng ta đổi bên. Chúng ta đổi bên thì chúng ta xoay người lại về phía trước đi, xoay người lại cho cái lớp mình. Không quay về chính diện nữa, xoay người song song với mép thảm lại đi. Mình đổi bên. Lần này mình trụ cái chân trái. Hồi nãy mình trụ chân phải đúng không ạ? Bây giờ mình trụ cái chân trái thì mình nâng cái chân phải móc vào chân trái. Đúng rồi. Móc làm sao mà để hai cái đầu gối chúng ta nó song song luôn á, nó chạm lên nhau á cái lớp mình. Rồi, cái chân phải mà mình vòng mà mình móc á thì cái tay phải mình để ở dưới. Đúng rồi, mình sẽ đổi bên, đổi tay á. Rồi chị Thảo Nguyên nè, móc đi. Đúng rồi. Hai cái tay, hai cái lòng bàn tay chạm vào nhau. Rướn cái lòng ngực. Đúng rồi. Lại chưa? Đi xong đây nè. Rồi. Rồi xong. Xong chị Thảo Nguyên. Chị Nguyễn Thị Hoài nè.
Rồi. Rồi chị Hòa, chị Mai Lan coi nào. Móc sâu vô chị. Đúng rồi. Rồi nâng tay lên. Kéo cái trỏ tay cao lên chị Mai Lan. Rồi, rút cái bụng vào trong, đừng để võng thắt lưng quá. Rồi đào nè, hay tiêu điểm. Đúng rồi đào, rất là đẹp ha. Đúng rồi, hạ thấp một xíu nữa đào, hạ thấp cái mông xuống xíu, rướn cái lồng ngực. Đúng rồi. Rồi, mẫu rất là đẹp nè cả lớp. Rồi, cảm ơn đào. Rồi chị Thúy Ngân, cái đầu gối chị đau á, chị đừng cố gắng làm cái động tác này nha. Đầu gối đau á chị. Tại cái khung hình của chị Thúy Ngân cũng thấp quá, không nhìn thấy được cái phụ phần trên, cho nên chụp nó cũng sẽ không đẹp. Rồi cả lớp mình xong rồi thì mình ngồi xuống ạ. Ngồi xuống sàn luôn đi cả lớp. Ai nữa còn à? Còn còn ai chúng ta chưa chụp hình nữa? Rồi rung lắc nhẹ tay chân của mình và hạ cơ thể xuống dưới thảm. Bên chị đang mưa to lát, bên chẳng nghe thì cũng nói gì. À vậy hỏi chị. Mưa to kinh khủng dã man. Dạ. Hạ cơ thể xuống dưới thảm luôn đi chị Hương Quyên. Dạ. Rồi chúng cái lớp hai tay chúng ta vươn qua khỏi đầu nào. Nâng chân phải lên rời khỏi sàn. Hít vào nâng tay chạm vào mũi chân. Thở về. Một chân thôi chị Thúy Ngân. Một chân thôi, chân phải thôi. Chân phải nâng lên. Chân phải vẫn giữ nguyên nha. Chúng ta chỉ hạ tay thôi. Chân phải nâng lên chị Mai Lan. Rồi, hít vào, nâng tay chạm mũi chân. Thở, hạ tay về. Chân phải giữ nguyên. Hít hai, nâng lên. Thở về. Hít ba, nâng lên. Thở về. Hít 4 nâng lên. Thở về. Hít 5 nâng lên. Thở về. Hít 6 nâng lên. Thở về. Hít 7 nâng lên. Thở về. Hít 8 nâng lên. Thở về. Hít 9 nâng lên. Thở về. Hít 10 nâng lên. Và giữ lại. 5 6 3 2 1 Thở hạ xuống, hạ luôn chân phải. Chân trái chuẩn bị hít vào nâng chân trái lên. Hít vào hai tay nâng lên chạm được mũi chân. Cố gắng chạm được mũi chân cả lớp mình. Thở hạ. Giữ chân lại hạ tay thôi. Hít hai nâng. Thở hạ. Hít ba nâng. Thở hạ. Hít bốn nâng. Thở về. Hít năm nâng. Thở hạ. Hít 6 nâng. Thở về. Hít 7 nâng. Thở hạ. Hít 8 nâng. Thở về. Hít 9 nâng. Thở hạ. Lần cuối hít 10 nâng. Và giữ lại cái lớp mình. 5
Chị Nguyễn Thị Hoa cố lên, giữ cuối cùng nó mới vô cơ bụng đấy. 4, 3, 2, 1 và thở ra, hạ xuống nhẹ nhàng. Hít sâu và thở chậm. Nâng chân phải lên, hai tay dang ngang. Lòng bàn tay ngửa. Và hạ chân phải sang trái, mắt nhìn sang phải. Hít vào, nâng chân phải lên. Hạ phải xuống sàn. Nâng chân trái. Hạ trái sang phải, mắt nhìn sang trái. Hít vào, nâng lên. Hạ chân. Hai chân co sát ngực, hai tay ôm gối, lăn lưng lên xuống trái phải. Lăn qua trái, lăn qua phải cả lớp mình. Rồi, mời cả lớp buông dọc tay chân theo thân. Chúng ta chuẩn bị thư giãn Savasana 2 phút cuối bài. Hai chân tách rộng bằng mép thảm. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Lắc lắc cái phần mông để toàn bộ đốt sống lưng được bám xuống dưới sàn. Lắc lắc cái phần vai để cảm nhận toàn bộ đốt sống cổ được trải dài ra trên thảm. Hít vào và thở ra thật chậm. Thư giãn giúp ta giải tỏa mọi căng thẳng thân xác và tâm lý. Khi tâm của con người bình yên và thanh tịnh, không có sự phiền muộn hay nguy hại nào có thể thâm nhập được. Nhờ vậy, năng lượng bên trong còn trọn vẹn và không bị hao tổn. Nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường, thả lỏng cơ thể. Từ từ khép mắt lại, tưởng tượng các cơ đang trải dài trên chiếu. Không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể ta. Hãy hít vào và thở ra thật chậm. Toàn thân tôi được thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Mời cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng, rung lắc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép lại, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể ra nào. Và thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Co người sang một bên, chúng ta ngồi dậy. Ổn định lại cơ thể của mình. Hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên trên trần. Kéo căng cột sống, hai tay chấp, kéo hai tay về trước ngực, cầm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ. Chúng ta cầu bình an để kết thúc bài. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cú đầu chào nào cả lớp, Namaste. Xin chào cả lớp. Cảm ơn cả lớp mình rất là nhiều. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. Chào cả lớp mình và hẹn cả lớp mình vào buổi tập sau.